Với chuỗi lây nhiễm mới phát sinh từ khu công nghiệp Hòa Khánh cho thấy tình hình dịch vẫn rất phức tạp. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ, không chủ quan lơ là. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua. Sau vài ngày lắng xuống, hôm qua Đà Nẵng lại phát sinh ca mắc trong cộng đồng liên quan đến khu công nghiệp và trường hợp có triệu chứng đến khám tại bệnh viện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành y tế và các địa phương khẩn trương khoanh vùng, ứng dụng công nghệ để việc truy vết kịp thời và chính xác. Thực tế cho thấy dịch vẫn rất phức tạp, vì vậy cần tập trung cao độ, không lơ là chủ quan với kết quả đã có, phải nghiêm túc thực hiện 5K và đảm bảo phòng chống dịch với các hoạt động thành phố đã nới lỏng. Buổi sáng sớm mà đi mấy cái quán ăn á, mấy quán bánh mì á, là bây giờ nói là giãn cách đi, chứ còn bây giờ là giang dây thì giang dây, chứ đứng tập trung đông lắm, đứng tập trung đông lắm. Thì cái này tôi thấy là cái việc xử phạt mình cũng còn rất là ít, thì đề nghị các đồng chí cũng phải quan tâm cái việc này. Chúng ta tạo điều kiện, chúng ta cho phép, nhưng mà cũng phải tuân thủ trong quy định. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các sở ngành liên quan sớm tham mưu xây dựng phương án cho lộ trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Các cái chính sách hỗ trợ của mình và cái giải pháp khôi phục kinh tế thì phải quan tâm nhiều hơn đến cái khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ. Mà cái này cũng thực tế, tại vì suy cho cùng là Đà Nẵng là 98% là doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ rồi. Sở kế hoạch đầu tư, các sở ngành trong quá trình nghiên cứu xây dựng cái giải pháp phục hồi trong giai đoạn sắp tới thì cũng lưu ý thêm cái ý này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố, không được buông lỏng, bằng lòng với những kết quả thời gian qua. Và cái việc mà kiểm tra kiểm soát của chúng ta thì lại là gần như rất là ít. Các cái chốt của chúng ta, chốt từ khu dân cư nữa đấy, thì bắt đầu cũng thấy cũng bắt đầu là cũng dễ dãi hơn. Cho nên là đề nghị các địa phương, lực lượng công an, chúng ta tiếp tục phải là làm tốt cái việc này hơn nữa. Và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân. Khi mà có biểu hiện ho sốt là phải báo cáo với lại chính quyền, cơ quan y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết qua test nhanh tại các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Vì vậy các chốt kiểm soát này cần siết chặt hơn nữa. Đề nghị các cái chốt, anh Trung mới chỉ đạo anh em là ta cũng tăng cường và kiểm soát chặt chẽ các cái chốt này. Ở trong khu dân cư thì chúng tôi nói hôm trước rồi, đề nghị là chúng ta tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện, phát giác ra ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết phương án mở cửa các hoạt động xã hội vẫn đang được bàn bạc và sẽ có quyết định phù hợp trên cơ sở tình hình dịch bệnh. Việc triển khai thẻ xanh, thẻ vàng với những người đã tiêm vaccine sẽ có tác dụng tích hợp thay cho các loại giấy đi đường, đi chợ. Thành phố cũng sẽ sớm có kế hoạch để đón giáo viên và học sinh từ các địa phương khác về Đà Nẵng.